Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm tự mồi hóa chất, chuyên dùng để bơm hút vận chuyển hóa chất có tính ăn mòn cao như là axit, kềm, vân vân. Công suất là 2,2 kW, 3 HP, 3 ngựa. Đây sẽ là ví dụ về tem của sản phẩm, tem motor. Đây là tem của đầu bơm. Mã hàng là QHB, ngang 3HP, công suất 2,2, cột áp ở chiều cao 23m thì bơm được 390 lít trên phút. Tốc độ máy bơm khoảng 2 pôn 2 cực điện 2800 đến 2900 vòng trên phút. Đây sẽ là phần ống hút, đường kính ống hút 50 mm, đường kính mặt bích khoảng 137 mm, đường kính lỗ trên mặt bích 20 mm. Còn đây sẽ là ống xả, đường kính ống xả 50 mm, đường kính lỗ trên mặt bích 20 mm, và đường kính của mặt bích ống xả 154 mm. Thì để vận hành thì trong lần đầu tiên thì ta sẽ bơm đổ đầy các loại dung dịch như là vật liệu chúng ta cần bơm vào đầy cái bể chứa này. Thì chúng ta sẽ tiến hành bơm. Thì như vậy thì sẽ những lần sau thì chúng ta sẽ không cần mồi nữa, chúng ta chỉ cần mồi lần đầu tiên thôi. Sau đây là hình ảnh kho xưởng văn phòng công ty.